Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 160. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, không nhìn ra có dao động gì. Hắn không quan tâm ánh mắt của người khác, cũng không quan tâm sự khiêu khích của Yến Tử Kính, hạng phế vật này căn bản không đáng để hắn ra tay. Từ tận đáy lòng, thậm chí hắn còn không có dục vọng giết đối phương. Hắn không để ý đến ánh mắt của những người khác, cũng không để ý đến sự khiêu khích của Yến Tử Kính. Đối với hắn, kẻ như vậy chẳng đáng để ra tay. Thậm chí từ sâu thẳm trong lòng, hắn còn không có hứng thú giết đối phương, vì cảm thấy làm vậy chỉ bẩn tay mình. Tiểu Ngư, tin đồn là thật sao? Tên Lâm Nhất này thật sự đã chọc mù mắt thị nữ của muội, còn ngạo mạn tuyên bố sẽ càn quét đại hội danh kiếm, dẫm bọn ta dưới chân. Phong Tinh Dương, người được Diệp Phi Phàm kể là một trong bốn đại cao thủ ở đại hội danh kiếm lần này, nhìn sang Phong Tiểu Ngư hỏi. Lời đồn rất phóng đại đến mức làm người ta cảm thấy không thật cho lắm. Chỉ cần nghĩ kỹ một tí, cũng thấy có nhiều chi tiết không hợp lý. Lời chất vấn của Phong Tỉnh Dương lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, là thật hay giả, hỏi đương sự Phong Tiểu Ngư là biết liền. Trong nháy mắt, các nhân tài trẻ trên đài phi thiên đều hướng mắt vào Phong Tiểu Ngư. Ngay cả bốn đại cao thủ khác là Triệu Nham, Cung Hạo Nhiên và Công Tôn Viêm thần bí nhất cũng không khỏi nhìn sang. Phong Tiểu Ngư thản nhiên nói, đúng là hắn đã chọc mù mắt thị nữ của ta, tát mấy cái đã làm cho các thị nữ khác bị thương nặng. Chuyện này không phải bí mật gì, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Hóa ra là thật. Tên này đúng là tội không thể tha, không cho hắn thiệp mời hắn liền xuống tay nặng như vậy, thật tàn nhẫn. Cưỡng đoạt thiệp mời thì cũng thôi đi, còn ngạo mạn tuyên bố sẽ càn quét đại hội danh kiếm, lấy kiếm thiên lôi đi, tên này thật là kiêu căng. Hừ, không biết sống chết, cũng chỉ là một thiên phách mà thôi. Lát nữa hắn lên đài, ta xem hắn sẽ chết thế nào. Một tên yêu nghiệt của Thương Huyền Phủ, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Phong Tiểu Ngư vừa dứt lời, lập tức gây ra một trận xôn xao, khắp. Quảng trường Thanh Nham xôn xao cả lên, đủ loại chế nhạo, cười cợt vang lên không dứt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Nhất cũng trở nên cực kỳ lạnh lão và bất thiện. Phong Tiểu Ngư này chỉ nói Lâm Nhất đã chọc mù mắt thị nữ của nàng ta, không có phủ nhận chuyện Lâm Nhất đã nói những lời kia, những người khác tin là thật luôn. Tại sao Lâm Nhất lại đánh thị nữ của nàng ta bị thương, nguyên nhân trong đó, nàng ta không nhắc đến một chữ nào. Chỉ với vài câu nhẹ nhàng, đã biến Lâm Nhất trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích, ủ mưu giết người, chính là như này. Ta chưa bao giờ nói những lời đó, nếu đại hội danh kiếm này đã không hoan nghênh ta, vậy ta không tham gia nữa cũng được. Lâm Nhất đứng dậy định đi, Phong Tiểu Ngư là người nhà họ Phong, cả cái tàng kiếm lâu để mặc đối phương vụ oan mình. Gây bất hòa. Đổi trắng thay đen, đáng lẽ ra, thế của kiếm khách phải phân minh rõ ràng, chứ không. Phải bẩn thỉu như này, đại hội danh kiếm thế này đúng là thật chẳng có gì thú vị. Thấy Lâm Nhất muốn đi, Yến Tử Kính lập tức hét lên, Lâm Nhất, ngươi còn dám bảo ngươi chưa từng nói những lời đó hả? Chính tai ta nghe thấy mài lúc trước ngươi dám bảo sẽ quét sạch đại hội danh kiếm, giờ trông thấy các anh hùng trong thiên hạ, ngươi sợ rồi à? Hôm đó, ngươi dám ra tay đánh lén Yến Tử Kính ta. Hôm nay ngươi có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận không? Trong chốc lát, mọi ánh nhìn hướng về Lâm Nhất với vẻ châm biếm cực độ. Hóa ra tên này chỉ là tên tiểu nhân chuyên đánh lén, ngạo mạn nói năng ngông cổng vậy, gặp phải nhân tài của đại hội danh kiếm là sợ luôn. Chỉ là một tên bất tài vô dụng, nực cười mà thôi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi coi quy tắc của đại hội danh kiếm bọn ta là đồ trang trí à? Cùng lúc đó, Phong Tỉnh Dương lạnh lùng đứng trên đài phi thiên, ánh mắt lóe lên tia lạnh lão, hắn trầm giọng nói, ngăn hắn lại. Xoạt 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 ti. Quảng trường Thanh Yên lập tức xuất hiện một nhóm thị vệ của nhà họ Phong, tên thủ lĩnh thị vệ nhìn Lâm Nhất rồi chế nhạo, không phải các hạ muốn càn quét đại hội danh kiếm, đoạt đi kiếm thiên lôi của nhà họ Phong ta à? Sao lại đi vội thế, ta còn chưa được thấy uy phong của ngài cơ mài. Hắn ta nói vậy, lập tức làm mọi người cười ầm lên. Những nhân tài khác trên khắp quảng trường Thanh Nham đều cười rộ lên, đài phi thiên cũng vang lên tiếng đùa cợt. Ánh mắt Phong Tiểu Ngư xoẹt qua một tia gian xảo, như thể đang nói, đấu với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Yến Tử Kính thấy Lâm Nhất chật vật như vậy, thì càng dám chắc đối phương chỉ có sức mạnh cơ bắp thôi, kỳ thực trình độ kiếm độ chẳng ra làm sao. Bằng không, chẳng cần thiết phải bỏ đi ngay vậy. Yến Tử Kính cười khẩy, rồi hô to, Lâm Nhất, nếu ngươi có gan thì đánh với ta một trận.
ta cho ngươi một cơ hội để chứng minh bản thân. Lâm Nhất nhìn tên thủ lĩnh thị vệ ở phía trước, khuôn mặt đối phương hiện lên vẻ châm chọc, chế giễu. Nếu ngươi muốn đánh, thì đánh thôi. Đôi mắt Lâm Nhất lóe lên một tia lạnh lõ, trước nay hắn theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn cũng chưa bao giờ thật sự hứng thú với đại hội danh kiếm này. Nếu không vì chuyện ông già giao cho hắn, hắn sẽ không tới đây. Bị người khác phụ oan đã đành, còn bị khiêu khích quấy dây không ngừng, có thôi đi không hả? Hắn không gây sự, nhưng hắn cũng không phải người sợ rắc rối. Phút, Lâm Nhất quay người một cái, nhanh như chớp giật hạ người xuống võ đài, tốc độ nhanh đến mức làm cho rất nhiều người giật mình. Trông thấy Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện ở đối diện, Yến Tử Kính lo ngay ngáy, hắn ta lạnh giọng nói, Lâm Nhất, chỗ này là đại hội danh kiếm. Mọi người chỉ so tài trình độ kiếm đạo, không so tu vi, tất nhiên cũng không so về sức mạnh cơ bắp, những quy tắc này chắc ngươi biết nhỉ. Hắn ta cực kỳ sợ hãi về thể chất của Lâm Nhất, trận đòn hai hôm trước, đến giờ nghĩ lại mà vẫn rùng mình. Nếu không nhờ Phong Tiểu Ngư ra tay sai người đi tặng cho hắn thánh đan trị thương, thì cái thân tàn gần chết của hắn hoàn toàn không thể hồi phục được như hiện giờ. Lâm Nhất vươn tay ra, kiếm táng hoa cất trong hộp kiếm tử diên được nằm trong tay trái. Hắn bình thản nói, ngươi ra tay đi. Hừ, mặt Yến Tử Kính hiện lên vẻ lạnh lùng, không nói nhiều, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý thông linh đỉnh phong viên mãn phát ra, đồng thời thánh linh trong cơ thể bùng nổ, dâng lên như lốc, bao phủ không trung. Hắn không giữ lại chút nào, vừa ra tay đã sử dụng võ học thánh linh, kiếm uy hùng hậu cuồn cuộn vô cùng. Cùng với tiếng thánh linh gầm thét trong không trung, hắn ta xông tới như tia chớp. Kiếm trong tay phát ra kiếm quang chói lóa. Chiêu kiếm này quả thật cũng có chút đặc sắc, thánh linh còn chưa phóng thích ra, kiếm đã đâm ra rồi. Đợi đến khi đâm đến trước mặt Lâm Nhất, uy lực của thánh linh lập tức khiến cho kiếm uy tăng vọt, cho dù đối thủ chưa chịu thiệt thì cũng sẽ bất ngờ rơi vào thế yếu. Gần như gần trong giây lát, kiếm quang đó đã đến trước mặt Lâm Nhất, kiếm uy hào hùng bao trùm lên hắn. Mũi kiếm lóe ra hàn quang chói mắt, hàn quang hóa thành ánh sao. Không ngừng phóng to trong đồng tử của hắn. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, táng hoa trong tay, vung ra một kiếm. Như điện quang phá tan bóng tối, như ngân long đâm nát hư không, một kiếm ra sau của Lâm Nhất chém ra với tốc độ nhanh đến mức làm người ta không kịp chớp mắt. Răng rắc, tiếng kiếm vỡ vang vọng bốn phương, thánh linh trên trời ầm ầm nổ tung, Yến Tử Kính hộc ra một ngụm máu. Đầu óc trống rỗng, toàn thân như bị điện giật, lập tức cứng lại. Kiếm của hắn ta bị Lâm Nhất chém gấy rồi. Hơn nữa còn gấy nát, trong tay hắn ta chỉ còn lại mỗi cán kiếm trơ trụi, lưỡi kiếm của đối phương thì lơ lửng trên không trung, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bùi! Thân kiếm rung rung, hàn quang lóe lên. Yến Tử Kính run rẩy, hắn ta sợ kiếm này của Lâm Nhất mà rơi xuống thì sẽ chém đứt đầu hắn ta mất. Ta thua rồi, Yến Tử Kính vội vàng nhận thua, sau đó toàn thân cũng thả lỏng, dù sao đại hội danh kiếm cũng cấm giết người. Không, người chết rồi. Phụt. Hàn quang lóe lên, máu tươi bắn ra, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, lùi lại ba bước, né đi máu tươi bản ra từ cổ đối phương. Đợi đến khi Lâm Nhất hạ xuống đất, mọi người ngớ người, tốt xấu gì Yến Tử Kính cũng được tính là nhân tài kiệt xuất. Kiếm ý đã đạt đế cảnh giới thông linh đỉnh phong, cách kiếm ý thông thiên không còn xa, thế mà lại bại dưới một kiếm của Lâm Nhất. Lâm Nhất, đại hội danh kiếm cấm giết người. Ngươi chết chắc rồi. Yến Tử Kính ôm cổ, che chặt miệng vết thương, rồi cực kỳ căm phẫn nhìn Lâm Nhất. Ta chưa giết người, người chỉ bị thương khá nặng thôi, người không nói sẽ không chết. Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi, cuối cùng vẫn phải chết. Lâm Nhất bổ sung thêm một câu trong lòng, hắn nhìn đối phương, mặt không chút biểu cảm nói. Hít, hít. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, cảm giác lưng lạnh toát, tên này ác thật đấy. Đáng hận. Phong Tiểu Ngư hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta đang định đi chỉ tội Lâm Nhất, nhưng đối phương đã thoát một cách hoàn hảo. Lâm Nhất kiếm pháp hay nhỉ? Hay thật, không hề tệ như Yến Tử Kính nói, nhát kiếm này ít nhất phải 70% người ở đây không tránh được. 70% á? Hơi ít rồi đấy, ta thấy ít nhất phải trên 80% số người ở đây không thể tránh được nhát kiếm này của Lâm Nhất. Suy cho cùng, đây cũng là đại hội danh kiếm, những anh tài tới đây ít nhất đều nắm vững kiếm ý thông linh. Chưa kể còn có vài người nắm vững kiếm ý thông thiên, tự nhiên trình độ kiếm đạo sẽ không kém. Lâm Nhất chỉ ra một kiếm, nhưng hầu như mọi người có mặt ở đây đều nhìn ra phần nào thực lực của hắn, cho dù Lâm Nhất không thể càn quét đại danh kiếm, nhưng chắc chắn sẽ có một vị trí ở đây.
Phong Tiểu Ngư, hôm đó đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ngươi rõ nhất. Ta giữ thể diện cho ngươi, ngươi cũng đừng có mà quá đáng, ta chưa bao giờ là kẻ thương hoa tiếc ngọc đâu. Lâm Nhất nhìn thẳng vào mắt đối phương, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt ngưng tụ sát ý lạnh băng. Ngông cuồng quát. Vừa nãy mọi người trên quảng trường Thanh Nham còn đang bàn luận sôi nổi, bây giờ lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người ngạc nhiên trước lời Lâm Nhất nói. Không ngờ hắn lại nói thẳng vào mặt Phong Tiểu Ngư trước mặt tất cả mọi người ở đại hội danh kiếm, người đó là tiểu công chúa nhà họ Phong. Hòn ngọc quý trên tay Phong lão gia tử, nàng ta được mọi người vây quanh nịnh nọt, rất nhiều thanh niên tài tuấn ở đây còn sinh lòng mến mộ nàng ta. Nhưng Lâm Nhất này lại chẳng nể mặt nàng ta tí nào. Nói xong, Lâm Nhất quay người định đi, hẳn không muốn tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Bù, nhưng một bóng người đã vọt đến trước mặt hắn nhanh như tia chớp, chặn đường rồi lạnh lùng nói, Lâm Nhất, ngươi chọc mù mắt muội muội của ta, rồi định cứ thế mà đi à? Ngươi muốn đi, được thôi, để đôi mắt của ngươi lại. Lâm Nhất nhìn đối phương, hắn ngộ ra, người mà hắn ta nói đến là người thị nữ áo đỏ bên cạnh Phong Tiểu Ngư. Lâm Nhất không nhìn hắn. Ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trên người Phong Tiểu Ngư đang ở trên đài phi thiên. Nàng ta lạnh lùng nhìn hắn, mỉm mai, bản tiểu thư cần người nể mặt chắc. Chẳng lẽ hôm đó không phải ngươi mặt dày tới tìm ta xin thiệp mời à? Ta không cho, ngươi thẹn quá hóa giận, ra tay đánh người. Ngươi đừng tưởng ngươi đánh bại Yến Tử Kính là có gì ghê gớm lắm, ngươi tưởng quận thành Thanh Nham ta không có ai đấy à? Nếu ngươi thật sự có liêm sỉ thì đừng chạy, càn quét đại hội danh kiếm của nhà họ Phong ta đi. Những lời Phong Tiểu Ngư nói, lập tức khiến cho quần chúng nhân dân đang có mặt ở hiện trường sôi trào, nhất là các nhân tài kiệt xuất của quận thành Thanh Nham, cả đám bừng bừng lửa giận nhìn Lâm Nhất. Quảng trường Thanh Nham vốn khá là yên ả, sau một loạt lời nói của Phong Tiểu Ngư, mọi người ầm cả lên. Nhất là câu, người tưởng quận thành Thanh Nham ta không có ai đấy à? Lại càng khiến các nhân tài kiệt xuất của quận thành Thanh Nham phẫn nộ không thôi, cả đám máu nóng bốc lên đầu, la ầm lên. Dù sao Lâm Nhất cũng chỉ là người ngoài, không thể so với Phong Tiểu Ngư, người có sức ảnh hưởng ở quận thành Thanh Nham. Phong Tiểu Ngư nói vài câu, đã biến Lâm Nhất thành ác bá chuyên bắt nạt người khác, cả đám người bắt đầu hò hét không cho Lâm Nhất đi. Phong Tiểu Ngư ngoài mặt thì lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, người muốn đi cũng không dễ dàng vậy đâu. Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi. Lâm Nhất nhìn người thanh niên ở phía trước, như có điều suy nghĩ, người này e cũng do Phong Tiểu Ngư sắp xếp. Đúng là muội muội người bị ta chọc mù mắt thật, ta không bao giờ phủ nhận chuyện mình đã làm, nhưng đó là vì nàng ta động thủ muốn móc mắt a trước. Lâm Nhất nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Ai ra tay không quan trọng, quan trọng là, người đã chọc mù mắt muội ấy. Người là ca ca không có lý do gì lại không ra tay, ta với người đánh một trận, ai thua thì để đối phương chọc mù mắt, sau đó người muốn đi hay ở, Trần Anh ta không ngăn ngươi. Trần Anh nhìn Lâm Nhất chằm chằm. Trong mắt ngưng tụ sát khí, nói rõ rành rành. Ngang ngạnh. Trong mắt Lâm Nhất, người này là điển hình của kiểu người đầu óc có vấn đề, ngu xuẩn. Nhìn nhận vấn đề mà không quan tâm lý lẽ, Lâm Nhất đã nói rất rõ với hắn ta rồi, hắn ta vẫn không nghe, Lâm Nhất không khách khí nữa, lạnh giọng nói, tránh ra. Hôm nay ngươi không đánh cũng phải đánh. Trần Anh dậm mạnh chân xuống đất, cơ thể bay ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng về phía Lâm Nhất như tia chớp. Hắn ta chưa vội thi triển ra võ học thánh linh, nhưng chỉ dựa vào chân nguyên, đã khiến nhát chém này trở nên cực kỳ đáng sợ. Có thể dễ dàng đoán được là, thực lực của người này hơn xa Yến Tử Kính. Thấy kiếm quang của đối phương không ngừng phóng đại trong mắt mình, Lâm Nhất nheo mắt, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, người lấy đâu ra tự tin vậy? Tôm tép nhãi nhép, mà cũng dám tùy tiện ra tay với mình. Ầm, kiếm thế của hắn tỏa ra, như một ngọn núi cao sừng sững, trong nháy. Mắt đã cao đến nỗi không leo lên được, sâu không lường được. Cơ hồ là trong nháy mắt, nhát kiếm của Trần Anh như sông đổ vào biển, không thể thoát ra, ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Rõ ràng Lâm Nhất đang ở ngay trước mặt, sừng sững như ngọn núi, nhưng hắn ta lại không thể đánh chúng vào Lâm Nhất, hãm sâu vào đó, như một chiếc lá che mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Đây, vậy là sao? Trần Anh hoảng sợ, nhát kiếm chém ra đó, kiếm thế điên cuồng tan rã. Hắn ta vội vàng lùi về sau, không dám đứng lại. Keng! Nhưng vừa lùi được nửa bước, kiếm trong tay Lâm Nhất đã rút ra khỏi vỏ, táng hoa ra khỏi vỏ, tựa như tiếng rồng ngâm trong hồ sâu. Răng rắc! Tiếng vỡ vụn của kim loại vang lên bên tai mọi người, kiếm trong tay Trần Anh bị chém gãy. Kiếm phong lướt qua mặt,
khiến hai má Trần Anh rung rung không ngừng, đong đưa như gợn sóng, mái tóc bung ra, không mở được mắt. Mãi một lúc sau, hắn ta mới tỉnh táo lại, lần này khi nhìn Lâm Nhất, ánh mắt hắn ta tràn ngập kinh hãi, hắn ta lẩm bẩm, ta thua rồi. Thế thì để đôi mắt này lại. Lâm Nhất thản nhiên nói. Đừng, đừng. Trần Anh nghe Lâm Nhất nói vậy, con ngươi lập tức co rút, chân run lẩy bẩy, nức nở xin tha, ta. Ta chỉ đùa thôi, huống hồ, không phải Lâm huynh muốn đi à, giờ ta nhường đường ngay đây. Phụt. Đáp lại hắn là một luồng kiếm quang như kinh hồng thiểm điện, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của Trần Anh đã bị Lâm Nhất chọc mù. Hắn ta hét lên thảm thiết, ôm chặt lấy mắt, quỳ rạp xuống đất. Tiếng hét đó quá thê thảm, nghe mà dựng tóc gáy, toát mồ hôi lạnh, cả đám người nhìn sang Lâm Nhất, ánh mắt họ dần có sự thay đổi. Người này, ác quá. Yến Tử Kính và Trần Anh đều bại trong tay đối phương chỉ bằng một nhát kiếm, một người thì bị cắt đứt cổ họng, một người thì bị chọc mù hai mắt. Đại hội danh kiếm, chưa bao giờ máu tanh như này. Hình ảnh hung ác như vậy tạo nên một cú sốc lớn cho bọn họ, trong lúc nhất thời, cả đám cứng họng nói không nên lời. Sao tên này có thực lực mạnh thế? Phong Tiểu Ngư ở trên đài phi thiên lộ ra vẻ khó chịu, người hai do nàng ta sắp xếp, đứng trước mặt Lâm Nhất chẳng khác gì phế vật. Xoẹt! Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, một cước đá bay Trần Anh đang quỳ dưới đất, hắn hờ hững nói, ta muốn đi, người dựa vào đâu mà ngăn cản ta? Trong tiếng hét thảm, Trần Anh bị Lâm Nhất đá bay như một đống rác, sau khi rơi xuống đất, hắn ta va vào rất nhiều người không tránh kịp, làm họ ngã nhào. Tên này kiêu ngạo quá. Trên quảng trường phía dưới, phần đông nhân tài kiệt xuất đang nghiến răng nghiến lợi, bọn họ hận không thể đi lên cho Lâm Nhất một bài học. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của đối phương, họ lập tức tỉnh táo lại, nếu tu vì bị giới hạn ở thiên phách, phần lớn mọi người ở đây đều không phải đối thủ của hắn. Một khi lên đánh, khả năng sẽ có kết cục như Trần Anh, cực kỳ thê thảm. Vù ngay lúc đám đông đang lặng như tờ, một bóng dáng giang hai tay, chậm chậm hạ xuống chiến đài. Hắn ta chặn đường Lâm Nhất, rồi trầm ngâm nói, nếu Lâm huynh đã tới rồi, vậy thì đừng đi vội, thực lực của huynh hoàn toàn đủ để tham gia đại hội danh kiếm. Tam tiểu thư không cho huynh thiệp mời, xem ra đã có chút hiểu lầm ở đây. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, người này khá là khôi ngô, trên mặt có vết mụn, nhưng rất nhạt, không ảnh hưởng đến tổng thể khuôn mặt đó. Triệu Nhầm ML. Lâm Nhất nhớ ngay đến lời giới thiệu của Diệp Phi Phàm, tuy tên đó nói nhiều. Nhưng sau khi giới thiệu xong thì đúng là có thể khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Hắn ta là một trong tứ đại cao thủ ở đại hội danh kiếm lần này, yêu nghiệt siêu phàm nằm trong top 1000 trên bảng tinh quân Đông Hoang, đây là một kẻ hung ác chính cống. Bảng tinh quân là bảng xếp hạng dành cho toàn bộ Đông Hoang, top 10.000 là một cột mốc, top 5.000 là cột mốc thứ hai, top 1.000 thì lại là một thế giới khác rồi. Huynh bỏ đi thế này, chắc hẳn vẫn chưa đánh đã. Thật ra hai tên phế vật này còn chẳng đủ tư cách để huynh rút kiếm, huynh đánh với ta một trận đi, ta chắc chắn có thể khiến huynh đánh thỏa thích, chẳng qua không biết huynh có thể khiến ta đánh tận hứng hay không thôi. Triệu Nham híp mắt, trong mắt lóe lên tia sắc bén, hắn ta cực kỳ hứng thú với Lâm Nhất. Gặp cái mình thích là thèm, không muốn bỏ qua. Lâm Nhất nhìn đối phương, cười bảo, các hạ coi trọng ta à, chỉ có điều, ội danh kiếm này chướng khí mù mịt, ta không thấy hứng thú cho lắm. Không phải huynh sợ ta đấy chứ? Triệu Nham nhếch mép cười bảo, tu vi giới hạn ở cảnh giới thiên phách, huynh vẫn có 1% cơ hội chiến thắng, huynh đến từ Phù Vân Kiếm Tông, chắc hẳn có tu luyện Phù Vân Thập Tam Kiếm, cho ta mở rộng tâm mắt đi. Trên đài phi thiên, mọi người rất ngạc nhiên. Không ngờ Lâm Nhất lại khiến cho Triệu Nham có hứng thú, Triệu Nham là siêu phàm đứng trong top 1000 trên bảng tinh quân, tương lai chắc chắn có thành tựu vô hạn. Rốt cuộc tên này có bản lĩnh gì nhỉ? Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên thiên phách thôi, có đức hạnh gì mà giao đấu với Triệu Nham. Mặt Phong Tiểu Ngư u ám, tỏ rõ rất bất mãn, những lời Triệu Nham nói khiến mặt nàng ta tái mét, nói như thể mình đang gây sự vô cớ vậy. Công Tôn Viêm, người có thực lực cao sâu khó dò nhất ở đây, được xưng là một đôi mắt kiếm, có thể nhìn thấu mọi kiếm pháp trong thiên hạ, hắn ta thản nhiên cười một cái, nhẹ giọng nói, hắn không chỉ là một thiên phách. Hả? Những người khác đều không hiểu. Nhiều người không kìm được quay sang nhìn hắn ta. Công Tôn Viêm hờ hững nói, kiếm thứ nhất còn ổn, đánh lại Yến Tử Kính, rất nhiều người làm được. Nhưng kiếm thứ hai này rất ghê gớm, hễ là người có kiếm ý thông thiên thì đều có thể nhìn ra vừa nãy kiếm thế của Lâm Nhất đáng sợ cỡ nào. Triệu Nham được xưng là kiếm si, chỉ cần lọt vào mắt hắn thì hắn sẽ không để ý thân phận của đối phương.
những người khác cả kinh, Công Tôn Viêm đánh giá Lâm Nhất cao thế. Phong Tinh Dương tỏ ra khó chịu, hắn ta thân là người nhà họ Phong, tự nhiên sẽ thiên vị Phong Tiểu Ngư, hắn ta lạnh giọng nói, huynh coi trọng hắn thế cơ à? Công Tôn Viêm cười, không tranh cãi với hắn ta mà chỉ thản nhiên nói, cứ xem là biết. Bất kể là thực lực hay danh tiếng, Công Tôn Viêm cũng là người mạnh nhất ở đây, tuy bảo đại hội danh kiếm lần này có 4 ứng cử viên xuất sắc. Nhưng trong mắt nhiều kiếm khách, Công Tôn Viêm mạnh ở cấp bậc khác hẳn 3 người còn lại, chí ít phải mạnh hơn nửa cấp. Lời hắn ta nói dẫn đến một trận xôn xao, mọi người càng thêm chăm chú vào trận chiến giữa Triệu Nham và Lâm Nhất. Trên chiến đài, khi Lâm Nhất đang giằng co với Triệu Nham, một giọng nói vang lên, Lâm ca, tên mặt dỗ này là một kẻ mê kiếm, hắn đã nhận định huynh rồi, cho dù huynh có rời khỏi đại hội danh kiếm, hắn cũng sẽ đuổi theo huynh. Không đánh với huynh một trận, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lâm Nhất nhìn theo tiếng nói, người vừa nói là một thanh niên còn nhỏ tuổi hơn hắn. Mày kiếm mắt sáng, mắt ngọc mày ngài, diện mạo đẹp trai tuyệt trần, người đó chính là Diệp Phi Phàm vừa mới lén chạy về. Hắn nháy mắt ra hiệu với Lâm Nhất rồi cười nói, trong giọng điệu còn có ý nịnh nọt lôi kéo làm quen. Hắn nói đúng đấy, cho dù huynh rời khỏi đại hội danh kiếm, ta cũng sẽ đuổi theo huynh. Triệu Nham mỉm cười, trong mắt ngưng tụ chiến ý, nhìn Lâm Nhất chằm chằm, rồi trầm giọng bảo, đánh với ta một trận đi. Lâm Nhất im lặng một lát, rồi chợt cười bảo, nếu đại hội danh kiếm đều là những người mê kiếm như ngươi, nghĩ nghĩ thực ra cũng khá thú vị, ta đồng ý đánh với ngươi. Vậy huynh đừng khiến ta thất vọng đấy. Triệu Nham cong môi cười, hộp kiếm sau lưng mở ra, một thanh trường kiếm màu đen cổ kính và nặng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này tên là Lôi Ảnh, Thánh Vân chính là Thánh Vân Lôi Đình thất phẩm, ngoài ra còn có 300 đạo Thánh Vân, kiếm dài 4 thước 3, nặng 100 đỉnh. Ta từng dùng kiếm này, giết một mạch 8 tôn giả cảnh giới tiểu thần đan, miễn cưỡng xem như chưa bôi nhọ nó. Lâm Nhất nhìn thanh kiếm trong tay, bình thản nói, Táng Hoa. Kiếm này không phải thánh binh à, ta không quen thay kiếm khác, huynh mượn Tàng Kiếm Lâu một thanh thánh kiếm đi, Phong Lâu chủ hẳn sẽ nể mặt ta. Triệu Nham cười, sau đó liếc mắt nhìn Phong Huyền Tử ở đằng xa. Được. Phong Huyền Tử thản nhiên nói. Vèo, vèo, vèo. Vừa dứt lời, lập tức có 10 kiếm hầu bay ra từ Tàng Kiếm Lâu cao chót vót, mỗi người đều bê một hộp kiếm. Không thể nghi ngờ gì, trong hộp kiếm chắc chắn đều là thánh binh. Hơn nữa chất lượng sẽ không kém hơn Lôi Ảnh. Phong Huyền Tử lại cho mượn kiếm thật hả? Bầu không khí trên quảng trường Thanh Nham lập tức trở nên ngưng trọng, mọi người căng thẳng, họ láng máng cảm nhận được rằng, bây giờ đại hội danh kiếm mới chính thức bắt đầu. Lâm công tử cứ chọn một thanh kiếm tùy thích, Tàng Kiếm Lâu cho mượn kiếm. Trước nay đều không cần trả lại, kiếm hầu đứng đầu trong số 10 người này, vẻ mặt kiêu ngạo, mỉm cười nhìn Lâm Nhất, khi nhắc đến, Tàng Kiếm Lâu bọn họ còn khá là kiêu ngạo. Lâm ca, lấy hết đi, Tàng Kiếm Lâu giàu lắm, không ngại đâu. Diệp Phi Phàm ở bên dưới nháy mắt cười nói, mấy vị kiếm hầu co rút khóe miệng, tên này ở đâu chui ra vậy, nói lắm thế. Tên kiếm hầu dẫn đầu trừng mắt nhìn Lâm Nhất, lo Lâm Nhất mượn hết cả 10 thanh thánh kiếm, Diệp Phi Phàm cười đùa cợt nhả, không để ý. Lâm Nhất không mở hộp kiếm, hẳn trực tiếp từ chối, không cần, ta chỉ cần Táng Hoa. Huynh chắc chứ? Lâm Nhất gật đầu. Tên thủ lĩnh kiếm hầu kia nhíu mày, không nói thêm gì nữa, rồi cùng những người khác lui xuống. Đây là đang muốn chết à? Mọi người không hiểu ra làm sao, ánh mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Nham sửng sốt, sau đó cười nói, không sao, ta hiểu mà. Nếu huynh không thay kiếm, vậy ta cũng không để huynh chịu thiệt. Huynh mà đỡ được 10 chiêu của ta, coi như ta thua. Xôn xao, nhưng hẳn ta vừa nói xong. Liền cảm nhận được một luồng khí lạnh khiến hắn ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là ánh nhìn lạnh lẽo từ Lâm Nhất đang nhìn mình. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lẽo, mày kiếm sắc bén, hắn cất giọng bảo, giới hạn tu vi ở cảnh giới thiên phách, không thể phát huy hết uy lực của thánh kiếm, 10 chiêu không làm ta tận hứng được đâu. Ngươi cứ đánh nghiêm túc đi, nếu không lát nữa thua, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lại đâu. Cái tên này, nụ cười trên mặt Triệu Nham cứng đờ, trong lòng lộp bộp một chút. Nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lâm Nhất vừa dứt lời, sự sắc bén giữa hai kiếm khách rõ ràng đã thay đổi, trên chiến đài có một khí thế vô hình đang tranh đấu với nhau. Hai người đều không vội ra tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, mỗi người đều đang tìm sơ hở của đối phương. Dưới đài, anh tài các phương đều hướng mắt nhìn hai người, ai nấy đều khá kích động.
Tên Lâm Nhất này không phải điên bình thường. Triệu Nham là tay kiếm đứng trong top 1000 trên bảng tỉnh quân, ở Đông Hoang cũng có tiếng tăm không nhỏ, trong hàng ngũ tinh quân, chẳng có mấy người là không biết hắn. Dù không dùng thánh binh, đầy tôn giả cảnh giới tiểu thần đan không phải đối thủ của hắn. Cũng không biết sốt cuộc quái vật này từ đâu đến, chưa đến cảnh giới tỉnh quân mà dám ngông như này. Triệu Nham bằng lòng giao đấu với hắn, có thể nói là đánh giá hắn rất cao. Thú vị thật, tàng kiếm lâu cho hắn mượn thánh binh hắn cũng không cần, phải chăng thanh kiếm đó của hẳn là thần binh. Những lời bình luận thiên về một phía hiển nhiên không có gì là lạ. Dù sao một bên là người tiếng tăm lẫy lừng, một bên là người chẳng có tiếng tăm gì. Việc nằm trong top 1000 trên bảng tinh quân, xếp hạng của cái bảng này là tính các tinh quân trong cả Đông Hoang, hơn nữa còn không giới hạn độ tuổi. Còn trẻ như này mà đã nằm trong top 1000 trong hàng triệu, hàng chục triệu tỉnh quân, nghĩ một cái liền biết nó khủng khiếp cỡ nào. Các anh tài của quận thành Thanh Nham khá là tín nhiệm Triệu Nham, họ cảm thấy hắn ta chắc chắn có thể giẫm Lâm Nhất dưới chân, thậm chí còn không cần đến 10 chiêu. Tên này bình tĩnh quát. Nhưng Triệu Nham trên đài lại không hề lơ là, nét mặt hắn ta cực kỳ ngưng trọng. Kệ đi, trực tiếp động thủ. Trong khí cơ của đối phương không hề có sơ hở, Triệu Nham định dùng sức mạnh phá kỹ thuật, trực tiếp đè bẹp Lâm Nhất. Hắn ta đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, kiếm thế trên người cũng theo đó mà thay đổi, vô số tia chớp tóe ra từ trong cơ thể, trên trời mây đen cuồn cuộn. Keng! Khi lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý thông thiên đại thành của Triệu Nham cũng theo đó mà bùng nổ, làm nổ tung cả quảng trường Thanh Nham, ánh kiếm chói mắt làm người ta không mở nổi mắt. Kiếm thế hùng hậu lao ra như thủy triều hòng nuốt chửng Lâm Nhất vào. Trong! Nhưng kiếm thế này chỉ đi được nửa đường đã cảm nhận được một lực cản khổng lồ, táng hoa ra khỏi vỏ, kiếm âm xông lên mây, đồng thời kiếm ý. Thông thiên đại thành phát ra ầm ầm trên người Lâm Nhất. Thịch! Hai lồng kiếm thế hung hăng đập vào nhau, tiếng nổ vang trời, ầm đến nỗi làm màng nhĩ mọi người run rẩy. Kiếm ý thông thiên, còn là cảnh giới đại thành. Mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất tràn ngập rung động, chưa bước vào cảnh giới tinh quân, thế mà kiếm ý đã tu luyện được đến cảnh giới cao như vậy. Đám người trở tay không kịp, không kìm được hô lên. Quả nhiên! Triệu Nham nhếch môi cười, mắt híp lại, trực giác của hắn quả nhiên không sai, người này chưa bước vào cảnh giới tinh quân đã nắm được kiếm ý thông thiên. Chiến! Hắn ta hét lên một tiếng, bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn, đến khi chân chạm đất thì đã bước đến trước mặt Lâm Nhất rồi. Thánh vân hạch tâm trong kiếm lôi ảnh được huy động, thánh kiếm nặng trăm đỉnh như một ngọn núi đè lên Lâm Nhất. Vù, vùi vù! Sức mạnh cuồn cuộn mà thuần khiết, theo lưỡi kiếm hạ xuống, ép ra những gợn sóng như trên mặt nước. Nếu không phải cơ thể Lâm Nhất mạnh hơn người thường, thì chỉ nguyên cái áp lực này thôi, đã đủ để bị chấn ra nội thương rồi. Oanh! Lâm Nhất dồn chân nguyên vào thân kiếm, liều mình đánh một đòn, lập tức bị chấn cho lùi lại vài bước. Thánh kiếm quả nhiên là thánh kiếm, cho dù không thể phát huy toàn bộ uy lực, nó vẫn mạnh ghê gớm. Chiêu thứ nhất, Triệu Nham nhếch môi cười. Đứng yên tại chỗ, thản nhiên nói. Táng hoa rung lên mấy tiếng, tỏa ra phong mang, dù chỉ là siêu phẩm đạo binh, nó vẫn rất không phục. Không phục à? Vậy thì giết đi. Lâm Nhất cầm chặt chuôi kiếm, kiếm táng hoa bùng lên từng tầng ánh sáng, từng vòng kiếm quang vòng quanh vô số cánh hoa, làm không gian xung quanh như rơi vào mộng ảo. Thanh kiếm đó, Triệu Nham còn chưa kịp suy nghĩ, một tia hàn quang đã bùng lên trước mắt hẳn ta. Mũi kiếm của táng hoa ngưng tụ ra hàn quang đẹp như sao. Hồng hộc, kiếm quang sắc bén, đi cùng với kiếm phong cuồng bạo, quét qua da thịt hắn làm hắn đau vô cùng. Huynh cũng đỡ một kiếm của ta đi. Triệu Nham vung tay lên bổ ra một kiếm, nhưng chỉ chém vỡ tàn ảnh mà thôi, thân kiếm thật mang theo kiếm ý lạnh lẽo đâm vào vai phải của hắn ta. Nhanh quát! Mặt Triệu Nham biến sắc, điểm nhẹ mũi chân lùi ra, nhưng hình như Lâm Nhất đã đoán trước được. Hắn nhảy người lên không trung xoay tròn một vòng linh động như thanh loan, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm hắn a, nhát kiếm này trở nên cực kỳ chí mạng. Vùi vùi vùi. Trong hư không, bóng dáng hai người giao nhau, kiếm quang loạn vũ, tàn ảnh chồng chất. Đợi đến khi Triệu Nham đặt chân xuống đất, thì đã không thể lùi thêm được nữa, buộc phải giơ kiếm chắn trước ngực. Keng. Mũi kiếm đâm vào thân kiếm đối phương, tiếng kim thạch va chạm vang lên, tia lửa bắn ra. Triệu Nham liên tục lùi về sau. Phù vân tế nhật. Hai người coi như đã thăm dò xong, nhưng Lâm Nhất không cho đối phương có cơ hội thở dốc, trong cơ thể bản ra một con thanh loan, kiếm đầu tiên của phù vân thập tam kiếm được phun ra trong nháy mắt.
Lôi dao. Triệu Nham gặp biến không kinh, võ học thánh linh được tung ra cùng lúc, một con lôi dao bay ra từ sau lưng hắn ta. Ầm ầm. So với thánh linh chân chính, Thanh Loan kém xa rõ ràng, Triệu Nham đang trong thế bị động bị đánh cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Hắn ta lập tức được đà không tha, kiếm lôi ảnh trong tay vẽ ra một đường cung, cung lửa dài mấy trăm mét chém ra cùng với lôi dao gầm thét quét tới. Hắn ta cần đánh tan Thanh Loan của đối phương trong một đòn, khiến cho phù vân thập tam kiếm của đối phương không thể phát huy hết uy lực. Thật sự, chỉ cần Lâm Nhất lùi nửa bước, vậy thì trận đánh này có thể tuyên bố kết thúc rồi. Gió cuốn mây tan, cửu tiêu vân động, nuốt mây hóa rồng, Thanh Vân trực thượng, nhưng nào ngờ, Lâm Nhất chỉ run cổ tay một tí, liền vung ra kiếm ý vô biên, giả thiên tế nhật, thi triển một mạch 10 kiếm trong phù vân thập. Tam kiếm, răng rắc, lưỡi cung lửa sấm sét như thể chém đôi không gian bị chém nát, biến thành vô số mảnh lôi quang, chiếu sáng hư không. 10 con Thanh Loan bay quanh Lâm Nhất, cỗ kiếm thế mạnh mẽ đó còn áp đảo khí thế của thánh linh lôi dao. Kiếm ta như rồng, Triệu Nham mặt mày nghiêm nghị, trong cơ thể phát ra tiếng rồng ngâm, dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí thế này, lôi dao biến thành một con lôi. Long chói mắt trên không trung. Hắn ta tấn công thần tốc, lao đến chỗ Lâm Nhất đang được Thanh Loan bay quanh, rất có khí thế hào hùng mình ta chặn đứng cả trăm vạn quân. Khắp người hắn ta được bao quanh bởi những tia chớp, làm cho sắc trời trở nên u ám, một người một kiếm, điên cuồng lao tới. Hắn ta muốn tiêu diệt toàn bộ Thanh Loan của ta chỉ bằng một nhát kiếm. Thật tham lam, nét mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, không dám lơ là, 10 con Thanh Loan bay lượn như kinh hồng thiểm điện, đan vào nhau, diễn hóa ra. Một biển mây mênh mông vô tận. Hắn được Thanh Loan bao quanh, biến thành một ngọn núi cao sừng sững, đứng vững trong mây. Mây và núi, hai cỗ kiếm thế dung hợp với nhau, làm cho chiến đài rộng lớn trông trở nên nhỏ bé vô cùng. Bích Lạc tỉnh thần. Lâm Nhất hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tia sáng, hắn bay lên không trung đối đầu với nhát kiếm kinh người của đối phương. Ầm ầm, kiếm thế trên người hắn nặng như núi, nhún chân bay lên giống như vạn nhẫn thần sơn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Bức tượng hung thú dưới chân lập tức rung rung dữ dội, không khí bị cỗ kiếm thế nén lại, hình thành hơn 10 cơn lốc kiếm gào thét bát phương. Vùi, khi Bích Lạc tinh thần được thi triển ra toàn bộ, lại có thêm một con Thanh Loan bay ra từ cơ thể Lâm Nhất. Vào khoảnh khắc 11 con Thanh Loan lượn quanh giữa không trung, bầu trời nứt ra một khe hở, một bầu trời đầy sao trong sắc đêm hiện ra trên đỉnh đầu Lâm Nhất. Trong khoảng trời sao ấy, có một bóng người khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi, cầm một thanh kiếm, từ trên 9 tầng trời bay xuống. Bùm! Khi bóng người trên bầu trời sao chồng vào Lâm Nhất, kiếm quang chói mắt lập tức nghênh đón sát chiêu của Triệu Nham. Cạch 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 cạch, hai thanh kiếm là Lôi Ảnh và Táng Hoa hung hăng đánh vào nhau, sau. Lưng cả hai đều xuất hiện những dị tượng liên tục không dứt, củng cố và nâng cao kiếm thế của mình. Lôi dao sau lưng Triệu Nham hóa thành hình rồng, bay lượn không ngừng, gầm rú liên tục, như đang gọi mây giải mưa, làm cho sắc trời âm u, mây rông cuồn cuộn, tia chớp liên tục xé toạc màn đêm. 11 con Thanh Loan sau lưng Lâm Nhất lượn thành hình tròn, không ngừng bay lượn, khiến cho sự sắc bén của Táng Hoa trong tay tiếp tục được tăng lên. Mọi thứ nói ra thì dài, nhưng hoàn thành chỉ trong tích tắc. Keng! Kiếm âm động trời vang khắp thiên địa, khuôn mặt hai người cực kỳ gần nhau, ánh mắt giao nhau, họ đều nhìn ra khát vọng thắng điên cuồng từ trong mắt đối phương. Khi kiếm thế của cả hai đạt tới đỉnh phong, chân nguyên, dị tượng đan xen, kiếm ý bùng nổ ầm ầm, đánh bay hai người trên không trung ra ngoài. Ầm ầm, hồ nước giữa quảng trường Thanh Nham lập tức dâng lên các cột nước, thanh đao nghìn trượng bị xích cũng rung lên. Táng Hoai, Lâm Nhất lùi về sau, nhưng vẻ mặt không hề hoảng loạn. Kiếm thế tản ra điên cuồng tụ lại trên thân kiếm. Như thể ánh sáng của thế gian đều hội tụ vào đó, ngay cả kiếm quang trên người Lâm Nhất cũng ảm đạm đi, duy chỉ có thanh kiếm kia là nổi bật, không thể bị xem nhẹ. Ong! Giờ phút này, một người một kiếm, tâm ý tương thông, người kiếm hợp nhất, khí và thế đều tụ vào trong nhát kiếm này. Chém! Lâm Nhất vung tay lên, Táng Hoa hóa thành kinh hồng bay thẳng về phía đối phương đang tự động lùi nhanh. Chết tiệt! Đồng tử trong mắt Triệu Nham co rút mạnh, mắng thầm một tiếng, hắn a hoàn toàn không ngờ sau cuộc va chạm kinh khủng vừa nãy, Lâm Nhất vẫn còn dư sức và tâm tư để khống chế kiếm trong tay. Hai người bị đẩy lùi về sau, mất kiểm soát, hơi thở rối loạn, chân nguyên cũng chưa hồi phục, thậm chí dị tượng của mỗi người đều bị vỡ tan rồi. Nhưng đối phương lại mặc kệ,
cầm kiếm trong tay chém ra, điều này không khỏi liều lĩnh quá. Hừ, mới vậy đã đòi đánh bại ta thì cũng thật ngây thơ, thôi thì dừng ở đây đi. Triệu Nham dậm mạnh chân xuống, mặc kệ khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, ở trên không trung cưỡng chế hạ xuống đất. Vào khoảnh khắc đặt chân xuống đất, hắn ta gào lên, lôi ảnh. Thánh vân trong kiếm của hắn ta được kích hoạt hết đạo này đến đạo khác, khi kinh hồng kia sắp đánh tới, hắn ta vung kiếm chém ra. Keng! Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, Triệu Nham hộc ra một ngụm máu, bị thương không nhẹ, nhưng hắn đã đánh bay kiếm táng hoa ra ngoài, thanh kiếm bay ra ngoài như sao băng. Trong tay kiếm khách có kiếm và không có kiếm, khác biệt rất lớn, chỉ cần một kiếm là có thể dễ dàng đánh đối phương trọng thương. Bụp! Táng hoa rơi xuống trung tâm quảng trường như một tia chớp, bùng nổ ra một vòng kiếm quang sáng rực, đánh bay mấy người xung quanh ra ngoài. Người đâu? Nhưng khi Triệu Nham định khóa chặt vào Lâm Nhất, hắn ta lại kinh hoàng phát hiện, Lâm Nhất đã biến mất khỏi tâm mắt của hắn ta. Phía sau, một cỗ hàn ý tỏa ra từ sau lưng, Triệu Nham như mọc mắt sau lưng vậy, hắn ta bị quay người lại nhìn, vào khoảnh khắc quay người kia, đồng thời một kiếm cũng được chém ra. Ngươi quá chậm. Giọng Lâm Nhất vang lên bên tai hắn ta hoàn toàn không kịp quay người, đối phương tung ra những cú đấm liên hoàn lên người hắn ta. Kiếm như quyền, quyền như kiếm, quyền kiếm hợp nhất. Trong nháy mắt, Lâm Nhất đã đánh ra hơn trăm quyền, đánh nát chân nguyên hộ thể trên người Triệu Nham, sau đó Triệu Nham lại hộc máu, bị đánh bay ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, Lâm Nhất lại lần nữa biến mất khỏi tâm mắt Triệu Nham. Ta sẽ không mắc cùng một cái bẫy lần thứ hai. Triệu Nham gần như không cần suy nghĩ, đã quay người lại, chém ra một kiếm. Mặc dù đã bị đối phương đấm bao nhiêu quyền, chỉ cần hắn ta còn một hơi thở, hắn ta chỉ cần chém trúng đối phương một nhát, là có thể làm đối phương trọng thương, kết thúc trận đấu này. Nhưng quay được một nửa, Triệu Nham liền dừng lại, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hắn ta đã phát hiện ra cái đang đứng trước mặt chỉ là một tàn ảnh thôi, hắn ta lập tức quay người lại, chém ra một kiếm. Bùm! Một đạo tàn ảnh bị lôi ảnh trong tay hắn ta chém tan, kiếm quang nổ tung không ngừng. Làm dâng lên một bức màn nước khổng lồ trên mặt hồ rộng, sau đó bức màn nước lại đánh lên lò lửa chứa thanh kiếm khổng lồ kia. Đoàng, đoàng, đoàng! Âm thanh trầm muộn như tiếng chuông cổ ngàn năm vang lên, kéo dài không dứt, vang vọng khắp trời. Triệu Nham cảm thấy mình đã bị mắc mưu, khóe miệng giật giật, lập tức quay người lại. Kiếm tới. Lần này, trước mặt hắn ta là Lâm Nhất thật, nhưng thời gian hắn bỏ ra để chém nhát kiếm kia đã đủ để Lâm Nhất triệu hồi táng hoa về tay. Trong khoảng khắc quay người lại, Lâm Nhất cầm chặt táng hoa vừa bay đến như một vệt sáng, đâm thẳng ra. Mũi kiếm dừng ở mi tâm Triệu Nham, trông như thể đối phương chủ động xoay người và lao đến vậy. Chỗ mi tâm của Triệu Nham có máu rỉ ra, máu chảy xuống dọc theo hai bên sống mũi, vào giờ phút này hắn ta không dám thở mạnh. Hắn ta chỉ cần một kiếm là có thể làm Lâm Nhất trọng thương, nhưng một kiếm này, từ đầu đến cuối đều không thể chém ra thành công, đến bây giờ thì càng không dám cử động. Ta thua rồi. Nói ra ba chữ này, Triệu Nham thở phào một hơi, hắn ta biết đối phương đã nương tay. Nếu không, nhát kiếm đã xuyên qua mi tâm hắn ta rồi. Nhưng hình như kiếm của đối phương chưa hề có ý dừng tay, phong mang sắc bén khiến hắn ta không mở nổi mắt. Trái tim Triệu Nham lại treo lên, nhớ đến đối phương đã đâm mù mắt Trần Anh, cắt đứt huyết hầu yến tử kính. Giờ phút này, kẻ tàn nhân nằm trong top 1000 trên bảng tỉnh quân cũng không kìm được run lẩy bẩy, môi Triệu Nham run run, run giọng nói, Lâm huynh, đại hội danh kiếm, cấm. Cấm, giết người đấy, Lâm Nhất tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn cười khổ bảo, người khen nó vài câu đi. Ta hơi khó kiểm soát nó rồi. Triệu Nham ngẩn người, rồi mới hiểu ra, Lâm Nhất đang nói về thanh kiếm trong tay hắn. Khóe môi không khỏi giật giật vài cái, rồi nhẹ nhàng nói, táng hoa siêu thật, kiếm trong tay ta cũng không bằng. Dừ dừ thân kiếm rung lên tựa như đang hừ hai tiếng, rồi hóa thành ánh sáng rực rỡ chui vào vỏ kiếm. Tâm trạng của Triệu Nham chắc chắn đang rất phức tạp. Không ngờ hắn ta lại bị uy hiếp bởi một thanh kiếm. Hắn ta nhìn chằm chằm kiếm trong tay Lâm Nhất, suy tư. Lúc giao đấu, hắn ta đã cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường, tuy không phải thánh binh, nhưng chất liệu cực kỳ đặc biệt. Trong lúc va chạm với lôi ảnh, lưỡi kiếm không hề có bất kỳ lỗ hổng nào, chỉ có chút chênh lệch thuần túy về sức mạnh. Tất nhiên, điều này chủ yếu là vì số lượng thánh vân khắc trên lôi ảnh quá nhiều, dưới việc nhiều thánh vân cùng bùng nổ một lúc, táng hoa căn bản không ngăn được. Về bản thân thanh kiếm,
cả hai không có bất kỳ chênh lệch nào. Thậm chí, bởi vì thanh kiếm này cực kỳ phối hợp với Lâm Nhất, nó đã đạt tới trạng thái mà hắn chưa thấy bao giờ, đó là người kiếm như một. Thanh kiếm đó không giống một binh khí, nó giống một sinh mệnh cho linh trí. Có sự sắc bén và kiêu hãnh của mình, rất giỏi. Điều bất ngờ hơn là thái độ của Lâm Nhất đối với thanh kiếm này, hắn không coi nó chỉ là một vũ khí, sự ăn ý giữa hai người đạt tới mức hắn ta chưa thấy bao giờ. Còn hắn ta, bản thân thì bị giới hạn do tu vi bị phong bế, kiếm lôi ảnh không thể phát huy ra uy lực thật sự, điều này khiến hắn ta rơi vào thế hạ phong. Những điều này, cũng chỉ có yêu nghiệt như Triệu Nham mới nhận ra, nếu đổi thành người khác thì sẽ không quan sát tỉ mỉ đến vậy. Tất nhiên, trong giao đấu thật, cạnh tranh giữa kiếm và kiếm chỉ chiếm khoảng một nửa nguyên nhân, quan trọng nhất vẫn là trình độ kiếm đạo của Lâm Nhất và hắn ta. Hắn ta xoa mi tâm, chỗ đó táng hoa tạo ra một vết thương, tuy không chí mạng nhưng trông cũng khá giật mình. Một lúc sau, Triệu Nham mới khẽ thở dài, ta thua thật rồi, ta ở cảnh giới thiên phách đã bại, ta thua tâm phục khẩu phục. Lâm Nhất nâng mắt lên nhìn, rõ ràng đối phương có ẩn ý trong lời nói. Đợi huynh tấn thăng lên tinh quân, chúng ta lại đánh một trận nữa nhá, ép tu vi xuống cảnh giới thiên phách, chung quy đánh không đã. Mắt Triệu Nham sáng như đuốc nhìn Lâm Nhất, rồi nói. Tên này đúng là một kẻ mê kiếm, Lâm Nhất thản nhiên nói, xem ngươi thế nào thôi, nếu ngươi cứ dậm chân tại chỗ, e là ta sẽ không có hứng thú đánh đâu. Triệu Nham hơi sửng sốt, sau đó lập tức nheo mắt lại cười nói, huynh yên tâm. Ta đến đây không phải vì thánh kiếm gì đó, ta chỉ muốn tìm một đối thủ thú vị, để thực lực của mình tiến bộ hơn thôi. Sau khi đánh với huynh, ta đã thu hoạch được không ít, chẳng mấy nữa sẽ đột phá. Sau khi Triệu Nham xuống đài, các anh tài trên quảng trường Thanh Nham đều lặng im, sắc mặt cực kỳ tệ. Yến Tử Kính và Trần Anh bại trong tay Lâm Nhất thì đã đành, ai ngờ Triệu Nham top 1000 trên bảng tinh quân cũng thua. Giờ thì hay rồi, Lâm Nhất tỏa sáng rồi, tiếp theo dù hắn có đánh thua thì cũng đủ để nổi danh khắp nơi, làm người ta ca ngợi rồi. Nếu bảo ở đây nét mặt ai xấu nhất, thì tất nhiên sẽ là đám thị vệ nhà họ Phong, cả đám hối hận ghê gớm. Nếu sớm biết là như này thì cần gì ngăn Lâm Nhất, cứ để hắn đi là xong chuyện. Tên khốn này sẽ không càn quét đại hội danh kiếm thật đấy chứ. Mặt Phong Tiểu Ngư tái nhợt, cảm giác mặt đau rát bừng bừng, rất là đau đầu. Mất mặt quá, trận đánh vừa rồi rõ ràng Lâm Nhất vẫn chưa dùng hết sức. Triệu Nham là một trong những ứng viên cho chức quán quân, dưới tình. Huống Lâm Nhất chưa đánh hết sức đã thắng Triệu Nham, hắn thuận lý thành trương thay thế vị trí của Triệu Nham. Nếu Lâm Nhất toàn thắng, rồi càn quét đại hội danh kiếm thật, thế thì chắc. Chắn Phong Tiểu Ngư sẽ mất mặt và trở thành trò cười lớn nhất ở quận thành Thanh Nham. Thế cứ để hẳn đi đi, dù sao hắn cũng không thích đại hội danh kiếm. Đúng lúc này, một trong bốn ứng cử viên sáng giá là Cung Hạo Nhiên chợt lên tiếng. Những người khác thấy ngại, trước đó Phong Tiểu Ngư cứ ngăn Lâm Nhất rời đi, nếu giờ lại để đối phương đi, thì ngang với việc tự tát vào mặt mình. Thế thì nhà họ Phong ta thành trò cười à? Phong Tỉnh Dương lạnh lùng liếc Cung Hạo Nhiên. Tên này không có ý tốt, cố tình kích thích hắn ta. Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Cung Hạo Nhiên cười cười, không nhiều lời nữa. Chức quán quân này vốn là của ta, ai tới cũng vậy, Cung Hạo Nhiên, huynh cứ đứng xem là được. Cho dù ta để lộ chiêu át chủ bài trước mặt huynh. Cũng không thắng được ta đâu. Mặt Phong Tinh Dương lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn một phát là ra tâm tư của Cung Hạo Nhiên. Phong Tinh Dương, kiếm khách trẻ xuất sắc nhất ở nhà họ Phong lứa này. Hắn ta mới chạy về từ Tàng Kiếm Sơn Trang, mục tiêu tới đây chính là lấy được chức quán quân cho nhà họ Phong, tăng uy nghiêm cho nhà họ Phong ở quận thành Thanh Dương. Ồ, Công Tôn Viêm, người được xưng là một đôi mắt kiếm có thể nhìn thấy toàn bộ chiêu khiếm của các bạn cùng lứa. Phong Tiểu Ngư mừng rỡ nói, anh phải làm chủ cho em đấy. Nếu ta đã giữ hắn lại, thì sẽ không để hắn rời đi một cách vẻ vang, nhà họ Phong ta không phải chỗ mà ai cũng dẫm đạp được. Phong Tinh Dương đứng trên đài phi thiên nhìn Lâm Nhất, ánh mắt chăm chú, trong mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Vèo. Giây tiếp theo, hắn ta đã hạ xuống chiến đài mà Lâm Nhất đứng, kiếm thế khủng bố nặng như núi làm cho chiến đài rung rung. Ầm ầm. Kiếm kình vô hình biến thành sóng khí cuồn cuộn tỏa ra bốn phương, khiến khí thế của Phong Tinh Dương có vẻ cực kỳ sắc bén. Ánh mắt hắn ta giống kiếm, rơi trên người Lâm Nhất, trong mắt lóe lên tia khác lạ. Phong Tỉnh Dương bất ngờ phát hiện Lâm Nhất còn chẳng thèm liếc anh ta một cái, đã quay người hòng đi.
Vu Ô hắn ta lập tức di chuyển rồi lại xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, chặn đường của đối phương rồi cười bảo, sợ rồi à? Nhưng muộn rồi, nếu ta đã xuống đài, thì sao lại để ngươi rời đi dễ dàng được? Sượu, Lâm Nhất hờ hững cười nói, ngươi nghĩ nhiều thật đấy, không phải ai cũng có tư cách đánh với ta đâu. Mặt Phong Tinh Dương xa sầm, hắn ta tức giận nói, thú vị, ngươi nghĩ rằng ngươi đánh với Triệu Nham, ngươi đã để lộ quá nhiều chiêu thức, sợ thua trong tay ta nên định lâm trận bỏ chạy hả? Ngươi yên tâm, ta cũng không chiếm hời của ngươi, ngươi mà sống được qua 50 chiêu của ta, thì coi như ngươi thắng. Đánh với ai là tự do của ta, gặp phải người ta không thích, quả thực ta không có hứng thú đánh. Lâm Nhất thản nhiên nói. Phong Tinh Dương càng tức hơn, hắn ta lạnh giọng nói, thắng ta, người mới có khả năng lấy được phần Viêm Thánh Kiếm. Lâm Nhất ngước mắt lên nhìn, ánh mắt xoẹt qua tia châm chọc, hắn chế nhạo, người cũng đánh giá cao bản thân quá rồi đấy, thực lực của ngươi còn thua Triệu Nham, sớm muộn gì cũng thua trong tay người khác. Ta muốn lấy kiếm phần Viêm thì không cần thắng ngươi, đánh với kẻ đã đánh bại ngươi là được. Xôn xao nhưng lời anh nói lập tức gây ra xôn xao trên quảng trường, may mà trong lòng nhiều người nghĩ thực lực của Phong Tỉnh Dương mạnh hơn Triệu Nham. Một chút, dù sao hắn ta cũng đến từ Tàng Kiếm Sơn Trang, xếp hạng trên bảng tỉnh quân cũng cao hơn một chút, dù có tệ thì cũng ở mức ngang sức ngang tài. Nhưng trong mắt Lâm Nhất, hắn ta lại thua cả Triệu Nham. Ý ngay ngoài lời, khá là rõ ràng rồi, người không xứng đánh với ta. Công Tôn Viêm ở đài Phi Thiên Khế híp mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, Triệu Nham thì xoa căm, nhếch mép cười bảo, tên này tỉnh mắt thật đấy. Lâm Nhất nói hắn ta mạnh hơn Phong Tỉnh Dương, chắc chắn là hắn ta rất vui. Người đang sỉ nhục ta ư? Phong Tinh Dương xa sầm mặt, ánh mắt tràn ngập sát ý, tỏa ra hàn quang. Ta chỉ nói thật thôi, ta muốn đánh bại ngươi, chỉ cần một kiếm. Lâm Nhất thờ ơ nói. Dưới tình huống cùng chung cảnh giới, tu vi của Lâm Nhất là vô thượng cực cảnh của thiên phách, dù có là cảnh giới thần đan ép tu vi đến thiên phách thì cũng không mạnh hơn hắn. Huống chỉ là Phong Tinh Dương. Còn về so trình độ kiếm đạo, thế thì đối phương còn chết thảm hơn. Huống hồ đối phương còn không bằng Triệu Nham thật, trong đám cùng lứa, Triệu Nham là một trong số ít người nắm được sự huyền diệu trong kiếm của mình. Đối phương luyện kiếm thành si, cực kỳ chấp niệm với kiếm đạo, thậm chí có khi hắn ta đã đoán được cảnh giới kiếm ý của mình rồi. Phong Tinh Dương mà tỉnh ý bằng một nửa Triệu Nham thì đã không chủ động đòi đánh với hắn, và càng sẽ không đưa ra chuyện hài như đỡ được 50 chiêu coi như thắng. Phong Tinh Dương giật giật cơ mặt. Lâm Nhất này không còn nói bóng nói gió chế giễu hắn ta nữa, mà đang vả thẳng mặt hắn ta. Hắn ta đường đường là đệ tử chân truyền của Tàng Kiếm Sơn Trang, đứng dòng top 700 trên bảng tinh quân, thế mà đối phương lại bảo có thể đánh bại. Hắn ta chỉ trong một chiêu. Nếu ngươi mà thắng được ta chỉ bằng một chiêu kiếm, ta tặng ngươi 10 thanh thánh kiếm. Phong Tỉnh Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Toàn bộ quảng trường Thanh Nham lập tức sôi trào, Lâm Nhất này ngông thật, lúc đầu hắn cứ đòi đi. Rất nhiều người thấy coi thường hắn. Họ nghĩ hắn sợ khi đứng ở đại hội danh kiếm, nhưng không ngờ sau khi hắn ngông thật, thì làm cho mọi người ngạc nhiên rất cằm. Có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Phong Tỉnh Dương hiện giờ ức cỡ nào, vốn dĩ tính xuống đây chỉnh đốn sân bãi, lấy lại thể diện cho nhà họ Phong. Nhưng không ngờ, còn chưa ra tay đã bị sỉ nhục dồn dập, tức đến nỗi suýt thì hộc máu. Bây giờ để xin Lâm Nhất đánh với hắn ta. Hắn ta còn không tiếc lấy 10 thanh thánh kiếm ra làm tiền cược, độ khùng này làm người ta líu cả lưỡi. Một số tiền bối nhà họ Phong cũng trở nên khẩn trương. Chắc Lâm Nhất không dám đồng ý đâu nhỉ. Trong đám cùng lứa, làm gì có ai có thể đánh bại Phong Tinh Dương chỉ bằng một chiêu kiếm, trừ phi là đám quái vật xếp hạng đầu trên bảng tinh quân. 100 người đứng đầu trên bảng tinh quân, ai cũng là yêu nghiệt siêu phàm, thậm chí top 10 còn là những yêu nghiệt có thiên phú đến mức không thể diễn tả. Bằng lời, căn bản hắn sẽ, nếu Lâm Nhất có trình độ kiếm đạo nghịch thiên như không ở Phù Vân Kiếm Tông, mà phải được các tông phái siêu cấp ở Hoang Cổ Vực đón đi rồi. Nhưng chung quy bọn họ vẫn thấp thỏm lắm, 10 thanh thánh kiếm cũng là con số rất khổng lồ đối với Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu. Nếu Lâm Nhất mà đồng ý với Phong Tinh Dương, sau đó lại đánh bại Phong Tỉnh Dương chỉ bằng một nhát kiếm, thế thì tổn thất to rồi. Phong Tỉnh Dương trầm mặt, tiếp tục nói, kiếm khách nói một lời. Tứ mã nan truy, nếu ngươi đã dám sỉ nhục ta trước mặt bao nhiêu người như này, thì phải trả giá cho thói kiêu căng đó. Nếu ngươi không đánh bại được ta bằng một chiêu kiếm, ta mất cho ngươi 10 thanh thánh kiếm, nếu ngươi thua, ta không giết ngươi, ngươi tự cắt một cánh tay là được. Nói vậy,
ta buộc phải đánh với ngươi à? Lâm Nhất hờ hững, chẳng ừ hử gì. Không đánh không được. Phong Tinh Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ngươi muốn đánh, ta đánh với ngươi là được. Nhưng ta không cần 10 thanh thánh kiếm, nếu ngươi thua, thì cũng tự chặt một cánh tay là được. Lâm Nhất dương mắt lên nhìn đối phương, ánh mắt không có biểu cảm gì, tựa như đang nói, hắn thật sự không có hứng thú đánh với đối phương. Trong nháy mắt, mọi người trên quảng trường Thanh Nham trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Thế mà đồng ý thật, đánh bại Phong Tinh Dương chỉ bằng một kiếm, điều này có khả năng không? Mọi người nhìn Lâm Nhất với vẻ không thể tin nổi, tên này điên rồi à, các kiếm khách trẻ trên đài Phi Thiên cũng tỏ vẻ không hiểu. Ngay cả Triệu Nham cũng có vẻ mặt ngưng trọng, không hiểu ý này. Rốt cuộc phải mạnh cỡ nào mới có thể đánh bại Phong Tinh Dương chỉ bằng một chiêu kiếm, nghĩ thế nào cũng thấy không thể tin nổi. Trên chiến đài, Lâm Nhất đứng song song với Phong Tinh Dương, khí thế giao phong, thu hút sự chú ý của mọi người. Cuộc giao đấu giữa hai người không chỉ là một trận đấu trên đại hội danh kiếm, mà còn thêm cả ân oán giữa Lâm Nhất và Phong Tiểu Ngư. Mấy hôm nay, các câu chuyện về sự kiêu ngạo của Lâm Nhất lan truyền khắp nơi, liên quan đến danh tiếng của một kiếm khách. Thậm chí lúc đầu, Lâm Nhất còn chẳng thèm quan tâm đến đại hội danh kiếm, tính rời đi luôn, song bị người nhà họ Phong cưỡng chế ngăn lại, sau đó từ trên xuống dưới châm chọc khiêu khích đủ kiểu. Trên thì như Phong Tiểu Ngư, dưới thì có thủ lĩnh thị vệ, họ đều tưởng Lâm Nhất là miếng trên thớt, đã đến đại hội danh kiếm này rồi thì sẽ mặc cho họ uốn nắn. Nhưng ai ngờ, Lâm Nhất thắng liên tiếp, ngay cả Triệu Nham cũng bại dưới kiếm của hắn. Giống như tát một cái đau lên mặt Phong Tiểu Ngư, tát cả vào mặt toàn bộ nhà họ Phong nữa. Ngươi nói gì thì cứ cho là vậy đi, ta không tranh luận với ngươi, ta chỉ dùng táng hoa trong tay nói chuyện. Có thể động thủ, tuyệt đối không lưu tình. Đến lúc này, còn ai dám châm chọc chế giễu Lâm Nhất, cả nhà họ Phong cũng bị kiếm trong tay hắn áp đảo đến nghẹt thở. Đợi đến khi Phong Tỉnh Dương lên sân, còn chưa kịp thể hiện đã bị sỉ nhục cho tái mặt. Phong Tỉnh Dương bị ép đến mức, thậm chí còn lấy ra 10 thanh thánh kiếm ra cược với Lâm Nhất, chỉ để xin đối phương đánh với hắn ta một trận. Trận đánh này, không chỉ liên quan đến việc thắng thua giữa Lâm Nhất và Phong Tỉnh Dương, mà còn liên quan đến thể diện và tôn nghiêm cuối cùng của nhà họ Phong. Nếu Phong Tỉnh Dương mà thua chỉ trong một chiêu kiếm thật, thì cả nhà họ Phong ở quận thành Thanh Nham sẽ trở thành trò cười lớn, Phong Tiểu Ngư sẽ là người đứng mũi chịu sào. Mọi người ngừng thở, nhìn không chớp mắt. Phong Tỉnh Dương giam tu vi ở cảnh giới thiên phách, hắn ta hít sâu một hơi, vẻ mặt nặng nề, không dám lơ là tí nào. Ầm. Ngay sau đó, trên người hắn ta bùng lên kiếm ý thông thiên đại thành, chân nguyên lưu chuyển, toàn thân tỏa ra kiếm quang, tóc dài không gió mà bay. Có thể nắm được kiếm ý thông thiên ở cảnh giới tinh quân là đã được gọi là kỳ tài kiếm đạo, thiên phú độc nhất vô nhị trong số hàng trăm nghìn người rồi. Tu luyện được kiếm ý thông thiên lên đến đại thành, không còn nghỉ ngờ gì nữa, thiên phú kiếm đạo của Phong Tinh Dương khẳng định không kém, bằng không đã không vào được tàng kiếm sơn trang. Nói về thiên phú, hắn ta tuyệt đối không kém Triệu Nham, còn về tài nguyên thì càng không phải bàn. Tàng kiếm sơn trang có thể được gọi là thánh địa của kiếm khách, ngoại trừ một số tông phái siêu cấp ra, hiếm có tông phái nào có thể sánh bằng. Bù! Không nói nói nhảm nữa, đợi đến giây phút kiếm thế lên đến đỉnh phong. Phong Tinh Dương bước ra một bước, rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng, keng, keng. Trong phút chốc, có 9 tàn ảnh hiện ra xung quanh Lâm Nhất, mỗi tàn ảnh đều tung ra một kiếm, mỗi nhát kiếm đều chứa hàn quang lạnh thấu xương. Khoa trương hơn là, vị trí của 9 đạo bóng dáng này đều có huyền cơ riêng, trong ánh kiếm lóe lên những linh văn hoàn toàn khác nhau. Đó chính là 9 chiêu kiếm khác nhau, 9 chiêu kiếm liên kết lại, đồng thời ảo thành một kiếm trận cao minh. 9 đạo tàn ảnh chuyển động nhanh, như du long, nhanh hơn chớp, đó chính là Vân Long Quyết nổi danh lừng lẫy của tàng kiếm sơn trang. Bất kể quan sát từ góc độ nào, cái sát chiêu này có thể nói là không chê vào đâu được, Lâm Nhất đừng bảo đánh bại Phong Tỉnh Dương bằng một chiêu, hắn có thể đảm bảo mình không bị thương dưới những nháo kiếm này là giỏi lắm rồi. Trên đài khách quý của đám Phong Huyền Tử, các trưởng lão thế gia đại tộc đều thầm gật đầu. Xem ra Phong Tỉnh Dương này rất có địa vị ở tàng kiếm sơn trang. Nếu không đã chẳng được cho học Vân Long Quyết, chí ít cũng là một đệ tử nội môn. Ngay khi mọi người đang nghĩ nát cả óc, bọn họ đều cho rằng Lâm Nhất không thể phá giải được chiêu này, khi 9 bóng dáng sắp đánh tới Lâm Nhất, hắn bất ngờ nhắm mắt lại. Một giây sau, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. 9 đạo tàn ảnh trong không trung giống như bị giam cầm vậy, vốn dĩ kiếm quang nhanh như chớp, bỗng chậm lại đến mức kinh ngạc. Xoạt, xoạt,
Xuệ Tô Lâm Nhất ở trong đó bước đi lững thững như đang đi trong sân vắng, tùy ý đi qua đi lại. Một bước, hai bước, ba bước, hắn đi chậm rãi, thỉnh thoảng còn dừng bước, hơi nghiêng người, liền tránh được chiêu kiếm được xưng là cực kỳ hung hiểm trong mắt mọi người. Lâm Nhất đi rất chậm, nhưng sau khi đạo kiếm quang đó xoẹt qua người, thì lại nhanh đến lạ, nhanh đến nỗi không nhìn rõ tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đang xem đều trợn mắt há hốc mồm. Họ không rõ rốt cuộc là thân pháp của Lâm Nhất quá nhanh, hay kiếm quang của Phong Tỉnh Dương quá chậm, giữa nhanh và chậm, quang ảnh tung hoành, kiếm ý đan xen, khiến người ta hoa cả mắt, tưởng như không gian cũng đan vặn vẹo vậy. Trên đài phi thiên, Phong Tiểu Ngư vốn tràn đầy tự tin, bây giờ bắt đầu run rẩy, nàng ta sợ hãi nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc tên Lâm Nhất này có lai lịch thế nào vậy? Công Tôn Viên, người được xưng là một đôi mắt kiếm trong đám cùng lứa, có thể nhìn thấu bất cứ chiêu kiếm nào, cười nhẹ nói, Tam Tiểu Thư có khi không biết, nửa năm trước Lâm Nhất mới đến Phủ Vân Kiếm Tông, hắn vừa vào tông đã leo lên đỉnh núi của ngọn Thánh Kiếm Phong. Làm cho đại đạo chỉ âm vang vọng khắp sơn môn, là kỳ tài duy nhất leo được lên đỉnh núi Thánh Kiếm tính đến. Nay, mới gần đây, Lâm Nhất đã đột phá thành công Thất Hoa Tụ Đỉnh, tu luyện thành công vô thượng cực cảnh trong truyền thuyết. Phong Tỉnh Dương tự cho là tu vi cao hơn hẳn, dù ở cảnh giới thiên phách cũng có thể áp chế Lâm Nhất, thực ra là sai lầm to, hắn so bì với Lâm Nhất ở cảnh giới thiên phách, hắn không có một tí khả năng chiến thắng nào. Thất Hoa Tụ Đỉnh. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, cả đám kinh ngạc trước lời Công Tôn Viêm nói. Cũng có đệ tử thế gia của Hoang Cổ Vực ẩn nấp trong đây, hòng thăm dò tình hình, nhưng cuối cùng đều quay về không công. Không thể nào, một đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông, sao có thể đột phá thành công Thất Hoa Tụ Đỉnh? Công Tôn Viêm, huynh coi bọn ta là trẻ lên ba à? Cung Hạo Nhiên lên tiếng đầu tiên, tỏ ý không tin. Triệu Nham không nói gì, nhưng cũng đang nói thầm trong lòng, Thất Hoa Tụ Đỉnh khoa trương quá. Hắn ta tin, kiếm ý của Lâm Nhất có lẽ cực kỳ khủng khiếp, vượt xa hắn ta. Nhưng đột phá Thất Hoa Tụ Đỉnh là chuyện nguy hiểm cỡ nào chứ? Các siêu cấp tông môn cũng hiếm có người đột phá thành công, phần đa đều bỏ mạng. Cho dù hắn đột phá thành công Thất Hoa Tụ Đỉnh thật, thì cũng không thể đánh bại Phong Tinh Dương chi bằng một chiêu kiếm, huống hồ hắn hoàn toàn không thể đạt đến Thất Hoa Tụ Đỉnh. Cảm xúc của Cung Hạo Nhiên có hơi dao động, hắn ta bị những lời Công Tôn Viêm làm dao động. Dù sao thực lực của hắn ta cũng ngang với Phong Tinh Dương, nếu Lâm Nhất mà đánh bại Phong Tinh Dương chỉ bằng một chiêu kiếm, thì cũng có thể đánh bại hắn ta. Với tính cách của hắn ta, sao hắn ta chấp nhận được chuyện này? Công Tôn Viên cười nhạt bảo, không cần căng thẳng, ta chỉ nói những tin mà ta biết thôi, tin hay không là chuyện của các ngươi. Nghe Công Tôn Viêm nói xong, Phong Tiểu Ngư trở nên bất an, nàng ta nhìn xuống chiến đài. Nhưng trong lòng vẫn an ủi mình, Cung Hạo Nhiên nói cũng không phải không có lý, dù Lâm Nhất có mạnh thật, hắn muốn đánh bại Phong Tinh Dương chỉ bằng một chiêu cũng là chuyện không thể. Chỉ cần không đánh bại đối thủ bằng một chiêu, Lâm Nhất sẽ phải tự chặt một cánh tay. Đến lúc đó, dù hắn có bản lĩnh cỡ nào, thì từ nay trở đi, hắn cũng là một tên tàn phế, nghĩ đến đó, ánh mắt Phong Tiểu Ngư lóe lên tia âm lãnh. Nàng ta cảm nhận được tiềm lực đáng sợ trên người Lâm Nhất, tiềm lực ấy khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi từ sâu dưới đáy lòng, nàng ta sợ sau này đối phương nổi, sẽ tìm nàng ta trả thù. Lời nói của Công Tôn Viêm đã gây ra một trận rúng động trên đài phi thiên. Làm cho hai người dưới chiến đài càng được chú ý hơn, đặc biệt là Lâm Nhất, hắn đang thu hút rất nhiều ánh mắt. Bọn họ đều muốn nhìn xem hắn sẽ ra tay lúc nào, mong chờ vào nhát kiếm mà hắn sắp đánh ra. Kể cả Công Tôn Viêm, cũng đang hăng hái nhìn Lâm Nhất, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh những đường vân kỳ lạ. Đường vân ấy kết thành kiếm quang nhỏ, rực rỡ chói mắt như vì sao, dưới con mắt của hắn ta, dường như thế gian vạn vật đều có thể bị nhìn thấu rõ ràng. Từng chi tiết trong trận đánh giữa hai người dưới đài đều bị hắn ta thu hết vào mắt, không bỏ sót bất kỳ cái gì. Triệu Nham liếc mắt nhìn Công Tôn Viêm, kiêng kỵ không thôi, thực lực của ên này càng ngày càng sâu không lường được, còn khiến hắn ta có cảm giác không nhìn thấu hắn. Chết tiệt! Phong Tiểu Ngư quan sát một lúc, nét mặt ngày càng sốt ruột, tình hình của Phong Tinh Dương dưới đài ngày càng rõ ràng. Trừ võ học thánh linh ra, dùng được thủ đoạn gì, Phong Tinh Dương đã dùng hết rồi. Bầu trời trên chiến đài toàn là kiếm ảnh của hắn ta. Nhưng đừng nói là một sợi tóc, hắn ta còn chả chạm được vào góc áo của Lâm Nhất, kiếm thế của Phong Tinh Dương dần dần từ đỉnh cao suy yếu xuống. Xung quanh dần dần vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Phong Tinh Dương cũng bị Lâm Nhất làm cho tiêu hao hết sức.
đợi đến khi kiếm thế của hắn ta yếu đến mức không thể xoay chuyển tình thế, Lâm Nhất hoàn toàn có khả năng đánh bại hắn ta chỉ bằng một chiêu. Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là trông chờ vào võ học thánh linh thôi, nhưng Phong Tinh Dương lại không dám cược. Hắn ta đang toát mồ hôi, nếu võ học thánh linh vẫn không thể khiến đối phương ra tay, vậy thì hẳn ta sẽ phải đối diện với một nhát kiếm mạnh nhất của Lâm Nhất. Đến lúc đó, thua là cái chắc. Nhưng nếu không dùng võ học thánh linh, cứ tiêu hao thể lực tiếp như này, hắn ta cũng sẽ thua dưới kiếm của đối phương. Phong Tinh Dương không chống đỡ được nữa rồi, Triệu Nham chợt nói. Mọi người trên đài phi thiên dần thay đổi nét mặt, ngay cả Cung Hạo Nhiên trước đó vẫn ngoan cố, giờ cũng không phản bác được. Công Tôn Viêm thản nhiên nói, tôi đã nói trước rồi mà, cảnh giới thiên phách, cả cái đông hoang này cũng không có mấy người là đối thủ của hắn, có thì cũng không quá hai bàn tay. Thất Hoa Tụ Đỉnh, đáng sợ hơn các ngươi tưởng nhiều, còn về trình độ kiếm đạo, thì còn cách xa hơn nữa. Sắp thua rồi à, tên này sắp càn quét đại hội danh kiếm thật hả? Mặt Phong Tiểu Ngư trắng bệch, nét mặt cực kỳ xấu, môi run run. Cung Hạo Nhiên cười nhẹ nói, Tam Tiểu Thư không cần lo. Tông môn của Công Tôn huynh xuất thân từ nhất mạch kiếm đế, kiếm ý đạt đến cảnh giới thông thiên viên mãn đỉnh phong. Kiếp hợp với trời, dưới mây bay, không có đối thủ. Một đôi mắt kiếm có thể nhìn thấy ngàn vạn kiếm pháp trên đời, Lâm Nhất muốn càn quét đại hội danh kiếm, đó là điều không có khả năng. Một trong cửu đế, kiếm đế Ngự Thanh Phong. Ánh mắt nhiều người lóe lên vẻ khác thường, không ngờ tông môn của Công Tôn Viêm lại xuất thân từ nhất mạch của kiếm đế, thế không khỏi cũng quá mạnh đi. Công Tôn Viêm liếc Cung Hạo Nhiên một cái, thản nhiên nói, tông môn xuất thân từ nhất mạch kiếm đế, và ta xuất thân từ nhất mạch kiếm đế, hai cái này khác nhau một trời một vực đấy. Cung huynh không cần tâng bốc ta, nhưng đúng là ta nắm được một ít bản lĩnh của nhất mạch kiếm đế. Phong Tiểu Ngư nghiêm túc, vội vàng nói, xin Công Tôn huynh nhất định phải ra tay, giữ thể diện cho nhà họ Phong ta. Công Tôn Viêm cười, nhẹ giọng nói, vốn dĩ ta đến vì kiếm phần viêm, nếu hắn mà cản đường của ta. Thì dù không thắng được, ta cũng phải ra tay. Tam Tiểu Thư cứ yên tâm, không cần xin ta ra tay. Mắt hắn sáng quắc, hắn nhìn ra suy nghĩ của đối phương từ lâu rồi. Thậm chí đến cả tin Lâm Nhất leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm, đột phá thành công Thất Hoa Tụ Đỉnh, hắn cũng biết rõ rành rành. Tuy hắn ta khiêm tốn, nhưng hệ thống tình báo về tin tức giới kiếm đạo trong thiên hạ của nhất mạch kiếm đế quả thật là vô địch trong Côn Luân. Nếu là người khác, dù có đứng trong top 100 trên bảng tinh quân, ở cảnh giới thiên phách cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lâm Nhất, đáng tiếc, người hắn đụng phải là Công Tôn Viêm ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.